Xin chào các bạn, mình tên là Nhật Hòa, mình đến từ Nhật của Minh Phụng. Và trước mặt mình đây là một cây AW410. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nâng giảm tông hay còn gọi là transpose, và nâng hay giảm một quãng 8 hay còn gọi là octave. Về phần tăng giảm tông thì các bạn có hai cách để sử dụng chức năng này. Cách thứ nhất là bấm vào nút function. Thì chức năng đầu tiên nó sẽ hiện ra luôn là chức năng tăng giảm tông. Thì chức năng này các bạn có thể tăng giảm tông lên tới 12 lần và cũng có thể tăng giảm tông xuống 12 lần. Cách thứ hai để tăng giảm tông là các bạn có thể thấy bên trái cây đàn có nút transpose. Khi các bạn nhấn vào thì chức năng transpose sẽ hiện lên và lúc đó mình sẽ thay đổi tông. Hiện tại chúng ta đang ở chức năng transpose. Và có một chức năng thứ hai đó là octave, là tăng giảm quãng 8. Thì các bạn có thể sử dụng nút mũi tên ở nút category này, các bạn sẽ chỉnh lên cho đến function thứ 12 là các bạn sẽ thấy chức năng octave. Và lúc đó các bạn sẽ nhấn nút lăng này để các bạn có thể chỉnh tối đa là 2 quãng 8. Giảm tối đa cũng là 2 quãng 8. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc, hãy comment bên dưới và hãy nhớ like và subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.